Xin chào đại gia đình của Tiến nha, đã đến với kênh của mình. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo thuận tiện và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu mọi người về kỹ thuật trồng hoa cúc pha lê vào cái mùa xuân dịp Tết. Thì đây là cái công đoạn đầu tiên, sơ khai nhất trước khi mà chúng ta trồng hoa cúc pha lê Tết năm 2022 nha. Thì do Tiến trồng ở trên nền đất lúa nên bắt buộc Tiến phải chất những cái gạch như thế này lên, và chúng ta chất những cái chậu lên để nó không có ngập nước, tại Tiến trồng trên nền đất lúa nha. Mọi người nếu mà trồng trên nền đất bằng phẳng thì có thể kê hai cục gạch được rồi. Thì đây là cha của Tiến đã khiêng gạch mà chất hơi quá nhiều nên đẩy xuống cái dốc á, thì nó dấp cái rễ của cây cốc á nên gớt vài cục gạch nha mọi người. Đó thì nhờ gớt vài cục gạch nên Tiến quay ngược á, Tiến đang đi lùi lại thì né kịp, đi hơi chậm. Thì do trồng trên cái nền đất lúa thì sau khi mà cắt lúa xong á thì nước nó sẽ lũ, nước sẽ theo nước con nước lũ đó, nó sẽ dâng cao lên thì nó sẽ ngập cái chậu của chúng ta. Thì Tiến bắt buộc phải sắp những cái gạch như thế này đó. Cha Tiến cười một cái đó. Thì sau khi mà đẩy xong ra cái nền này á, nó chúng ta có thể thấy đó, giáp ranh với cái nền đất mà Tiến trồng hoa đó, thì đồng bộ trồng lúa hết. Thì chúng ta sẽ tập kết ra ngoài này. Mỗi một cái clip như thế này á, là chiều rộng á, là 1,5 m nha. Thì Tiến mua cái màng phủ là khổ 1,5 m, mà cái mặt clip là 1,5 m, cái phủ hai bên đó, hai bên cái mương đó. Thì sau khi mà chúng ta đẩy gạch xong ra thì chúng ta sẽ chất xuống. Tại cái này Tiến chất trước nha. Chất trước thì phải bắt buộc phải chất cái trên nền đất. Nếu mà trải màng phủ trước á thì chúng ta sẽ chất trực tiếp trên màng phủ luôn. Thì đây là cha của Tiến đang chất những cái viên gạch mà lúc nãy đã đẩy ra. Và chúng ta chất xuống cái nền đất đây. Thì chuẩn bị để chúng ta chất ngược lên lại cái màng phủ. Thì đây là cái công đoạn đầu tiên, chúng ta sau khi mà chúng ta chở gạch ra thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chất những cái viên gạch trên nền đất trước, sau đó chúng ta sẽ chất vào cái màng phủ. Thì chúng ta có thể quan sát đó. Thì sau khi mà ấy gạch xong thì chúng ta sẽ tiến hành kéo màng phủ đây. Thì một cách đơn giản là chúng ta chọc cái hai cái đầu của cây màng phủ, chúng ta đưa một cái cây vô. Đó, chúng ta thấy nè, đưa một cái cây vô thì chúng ta kéo tới đâu thì màng phủ tự quay tới đó. Chúng ta đỡ tốn công rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta kéo thẳng tới cái mí của chúng ta rồi á thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt đây. Thì thấy kéo của Tiến cắt ngọt không mọi người? Nó kéo cắt rất là ngọt. Nó ngọt quá chừng ngọt, cắt tới đâu đi tới đó. Khúc cuối này nó hơi lục rồi. Đó, sau khi mà chúng ta cắt xong thì chúng ta sẽ để màng phủ ra một bên. Đó, màng phủ là nó có hai mặt nha, một mặt đen và một mặt sáng. Thì Tiến lưu ý với mọi người khi mà sử dụng màng phủ nông nghiệp thì chúng ta phải đưa mặt sáng lên phía bên trên nền đất và phía mặt đen quay xuống dưới. Tại vì sao? Cái nền sáng á, cái mặt sáng á, giúp cho cái phản chiếu ánh sáng từ phía dưới lên, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời nó chiếu xuống và phản ngược lên, để giúp cho những cái tán cây, tán lá bị che khuất đó, nó đầy đủ ánh sáng và nó không có bị côn trùng, dịch bệnh, nấm bệnh, nó hạn chế được điều đó. Và khi mà chúng ta sử dụng màng phủ thì chúng ta nên lưu ý điều này. Nhớ điều này là chúng ta sẽ đưa mặt sáng lên phía bên trên và mặt tối sẽ quay xuống dưới nền đất. Đó, đây là những cái lưu ý. Và khi mà chúng ta kéo những cái màng phủ nông nghiệp nè, kéo những cái màng phủ để che cái nền thì chúng ta nên kéo phủ luôn nha. Nè, Tiến nhìn Tiến nè, Tiến kéo phủ nè. Đó, Tiến kéo phủ và Tiến sẽ lắp cục gạch lên. Để thứ nhất á, che phủ như vậy là chúng ta để hạn chế cỏ. Tại vì Tiến trồng hoa thì không thể sử dụng thuốc cỏ được, thì bắt buộc phải che phủ như thế này để che đậy cỏ luôn. Và thứ hai nữa là phản chiếu ánh sáng, phản quang ngược lên tán lá, là giúp cho cái cây hoa của chúng ta nó hạn chế được bệnh, hạn chế được sâu hại và cung cấp đầy đủ ánh sáng để giúp cho cái bộ lá cây nó phát triển khỏe mạnh và sạch bệnh. Thì lúc này thì Tiến căng hai đầu nên Tiến sẽ quay tới quay lui, mong mọi người thông cảm hơi chóng mặt một tí xíu. Đó, thì Tiến sẽ đi ngược rồi sau đó chúng ta Tiến
kéo thẳng cái màng phủ để phủ hết cả hai bên, và chúng ta lấy viên gạch để chúng ta đè lên lại đó. Đây là mẹ tiếng. Thì sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ quay nhìn một vòng nè. Đó, thành quả của chúng ta kéo màng phủ nãy giờ. Đó. Thì đây là thành quả của chúng ta. Sau khi mà chúng ta kéo xong cái màng phủ xong thì chúng ta sẽ đo những cái sợi dây căng kích cỡ để cho chúng ta ship được thẳng hàng, ngay lối, nhìn nó khá là thẩm mỹ và đẹp mắt, và chúng ta dễ dàng chăm sóc nữa. Thì đó, thay những cái rút đó, những cái rút ở trên dây thì Tiến sẽ đo những cái rút sẵn để chúng ta cuộn trên dây để làm kích cỡ, và chúng ta chỉ cần căng dây thôi và chúng ta sắp gạch theo cái kích cỡ này thì nó khá là dễ dàng và thuận tiện và nhanh. Đồng lọt nữa, đồng lọt, và cái hàng của chúng ta nó khá là đẹp. Đó, cha Tiến đang cắm nè. Tại vì cái đầu của mẹ thì lấy chuẩn ở bên đầu của mẹ, phía bên mẹ. Thì đây là giữa hai cái rút với nhau nè. Nhìn Tiến đo kích cỡ nè, 1 gang nè, 2 gang nè, rồi 4 tấc rưỡi đến 5 tấc. Nói chung là tại Tiến đo rồi nha, Tiến mới biết được con số thôi, chứ không phải đo như vậy nha. Thì đây Tiến lại gần đây. Này nãy là cái gạch nè, nãy là cái gạch chắc trước ở phía ngoài nè. Đó, thì giờ, bây giờ thì chúng ta kéo màng phủ xong thì chúng ta sẽ tiến hành chắc vào gạch vào cái màng phủ để tiến hành chúng ta sắp lại cho nó thẳng hàng, thẳng lối và bằng phẳng. Thì đây là cha Tiến đang sắp gạch vô. Tại lúc này Tiến đang cầm máy nha, nếu không cầm máy thì Tiến cũng đã đẩy gạch và đang sắp gạch nha. Tiến cầm máy một xíu thôi. Đó, sắp những cái ngay chân, những cái rút đó, những cái rút dây mà chúng ta đã cân sẵn, chúng ta đo sẵn hết rồi. Đó, cha Tiến đang sắp những cái viên gạch vào cái nền, vào những cái nền mà đã cân sẵn những cái màng phủ như thế này. Theo những cái rút đó thì giúp cho nó khoảng cách, cái mật độ khoảng cách nó bằng nhau và nó thẳng hàng, chúng giúp cho chúng ta dễ dàng chăm sóc sau này, xịt thuốc, phun thuốc và chúng ta ngắt chèo, ngắt đọt rất là dễ. Thì do cây cúc pha lê đó trồng Tết 2022 này á, thì mà mọi người sử dụng hoa cúc pha lê là bắt buộc phải thắp đèn nha mọi người. Thì bữa nay là ngày mùng 10 tháng 8, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chuẩn bị đầy đủ trước tất cả, để tới ngày 20 đến 30 tháng 8 thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đặt cây con vào chậu. Và trước khi mà chúng ta đặt cây con vào chậu thì chúng ta nên chú ý là chúng ta chuẩn bị dàn đèn sẵn nha, dàn đèn sẵn. Thì tại sao? Tại vì hoa cúc pha lê á, khi mà chúng ta đặt cây con vào chậu á, thì chúng ta sẽ thắp đèn ngay. Đây là mẹ Tiến đang chỉnh sửa lại các cái gạch cho nó bằng phẳng nè, nó đập cho cái nền nó bằng trước, rồi sau đó chúng ta sẽ sắp lên cho nó bằng và chúng ta thẳng hàng theo cái sợi dây đó, và đảm bảo giữa cái khoảng này qua khoảng kia thì theo cái rút mà chúng ta đo sẵn là 4 tấc rưỡi là ngay tim luôn. Đó, thì chúng ta sẽ sửa đất cho nó bằng nè, cho nên đất cơ Tiến không có bằng thì bắt đầu chúng ta sẽ sửa lại đó, cho bằng phẳng và sắp gạch lên. Thì do cái nền của Tiến á, nó không có bằng phẳng với Tiến trồng ở phía sau nhà, thì Tiến sẽ giãn cách ra luôn, sẵn luôn và treo đèn. Chứ nếu mà mọi người trồng ở trên cái nền bằng á, thì mọi người nên để những cái chậu nó gần với nhau để chúng ta tiết kiệm được cái bóng đèn. Rồi sau đó khi mà chúng ta tắt đèn, sau khi mà chúng ta bắt cây chúng ta lớn đó, thì chúng ta sẽ giãn cách nó ra để cho tiết kiệm được cái lượng đèn của chúng ta. Do Tiến trồng ở ngoài nền ruộng rồi thiếu lượng nhân công, tại rồi cái nền đất của Tiến á, thì nó ngập nước nữa, nên Tiến bắt buộc phải để đúng cái khoảng cách luôn, để đúng cái khoảng cách mật độ này luôn, nên khỏi cái chỉnh sửa gì cả. Đó, rất là thẳng hàng ngay lối. Đó, thì chúng ta có thể thấy nè, mẹ Tiến đang sắp nè. Đó, này là lựa những cái viên gạch nó bằng kích cỡ với nhau để chúng ta sắp nha, để giúp cho cái nó bằng phẳng với nhau, giúp cho sau khi đó thì chúng ta sẽ để những cái chậu lên nó thăng bằng, nó không có đổ ngã, thì giúp cho cái cây hoa của chúng ta phát triển thẳng, cái nhánh hoa thẳng, nó không có bị cong quẹo. Đó, thì chúng ta sẽ sắp gạch như thế này. Do Tiến trồng trên nền đất lúa thì phải sắp nó gạch nó cao lên để tránh hiện tượng chúng ta bị ngập. Chúng ta có thể thấy nè, nó cha Tiến thì cái này đang sắp cái hàng thứ hai,
Tại vì mỗi một clip thì Tiến sẽ trồng 2 hàng. Đó. Cái này là chuẩn bị hàng thứ 2, chuẩn bị trước nha. Chuẩn bị trước xíu nữa xong hàng thứ nhất thì chúng ta sẽ căng dây vô hàng thứ 2. Để chúng ta sắp thêm một cái hàng thứ 2 thì xen giữa cái hàng thứ nhất. Là chúng ta theo cách là nanh 6 đó. 1, 3, 2, 6 đó. Đó. Thì chuẩn bị hàng thứ 2. Thì chúng ta nhìn vòng một vòng nè. Đó, rất là thẳng hàng ngay lối. Đó, Tiến chắc thẳng hàng nè. Rồi đầu nhìn xéo xéo ở bên kia đó, rất là thẳng luôn. Đó. Tại vì chúng ta có kích cỡ sẵn thì giúp cho cái hoa nó thông thoáng, thẳng hàng ngay lối, dễ chăm sóc. Thì chúng ta nhìn lại một vòng sau khi mà ở đây là thành quả 2 ngày của Tiến thôi nha, 2 ngày. Những ngày qua thì cũng làm rất vất vả nhưng mà chưa có xong. Mới 2 ngày thì được bao nhiêu đây thôi. Đó. Thì chúng ta dễ dàng quan sát là nền lúa xung quanh nè. Nên cái Tiến trồng là phải đặt 3 viên gạch luôn. 3 viên gạch nên có thể là tốn cái lượng thời gian với công hơi vất vả nha mọi người. Đó, 3 viên gạch nè mọi người có thể thấy nè. Đó, Tiến đã sắp thành hàng sẵn rồi. Cái màn phủ thì chúng ta sẽ để cái mặt sáng lên phía bên trên. Và chúng ta che phủ hơn tất cả cái nền đất để hạn chế cỏ. Đó. Thì Tiến cũng xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe đoạn clip này. Và mọi người cũng nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tiến tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.